V-League 2023, vòng đấu của những sự trở lại. Trận đấu hạ màn vòng 8 V-League 2023 đã khép lại trên sân Hàng Đẩy vào tối qua ngày 22 tháng 5, khi câu lạc bộ Hà Nội hòa 1-1 với câu lạc bộ Đà Nẵng. Câu lạc bộ Hà Nội gặp khó khăn khi thiếu vắng cùng lúc hai mảnh ghép cực kỳ quan trọng là Nguyễn Văn Quyết bị treo giò và Đỗ Hùng Dũng mổ ruột thừa. Tuy nhiên, sự vắng mặt của bộ đôi trụ cột đã tạo cơ hội cho những cá nhân khác tỏa sáng. Trong ngày thay Văn Quyết lãnh trọng trách ghi bàn, Tuấn Hải đã chơi tốt với pha đánh đầu tung lưới câu lạc bộ Đà Nẵng. Đây là bàn thắng quan trọng trong bối cảnh tiền đạo sinh năm 1998 chỉ có một pha lập công trong 7 trận đấu trước đó. Khi đợt tập trung đội tuyển đã ở rất gần, việc Tuấn Hải thông nồng trở lại là tín hiệu vui với không chỉ huấn luyện viên Bandovic mà còn cho cả huấn luyện viên Philip Trucci. Bên cạnh Tuấn Hải, những tài năng trẻ của U22 Việt Nam như Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Trường cũng được trao cơ hội, nhưng thiếu chút may mắn để có bàn thắng mở điểm tại sân chơi V-League. Nhìn chung, trong cái rủi cũng có cái may, khi sự thiếu vắng của các trụ cột sẽ tạo điều kiện cho các tài năng trẻ của đội Hà Nội gánh vác trọng trách trong những vòng tới. Câu lạc bộ Hà Nội đang đứng nhì bảng với 15 điểm, kém đội đầu bảng Thanh Hóa 3 điểm. Ngay phía sau ở vị trí thứ 3, câu lạc bộ Công an Hà Nội có 14 điểm và đang thổi lửa vào cuộc đua vô địch. Vòng 8 cũng đánh dấu những màn trở lại đáng nhớ. Trên sân Thống Nhất, Vũ Văn Thanh tỏa sáng với hai bàn thắng cùng một pha kiến tạo, giúp câu lạc bộ Công an Hà Nội đánh bại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 5-3. Trong vai trò tiền đạo cánh, Văn Thanh đã phát huy tối đa năng lực tấn công như chạy chỗ, dứt điểm hay bứt tốc đoạn ngắn. Phiên bản bùng nổ của Văn Thanh ở vai trò tấn công hứa hẹn giúp cầu thủ sinh năm 1996 một hướng đi mới ở cả câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Cũng ở vòng 8 V-League, Hà Đức Chinh, Bình Định Fan Club giải cơn khát ghi bàn sau 2 năm chờ đợi với pha lập công vào lưới câu lạc bộ Viettel. Tuy nhiên, nhân vật gây chú ý hơn cả chính là tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức. Cầu thủ 25 tuổi lập cú đúp bàn thắng mang về 3 điểm quý như vàng cho câu lạc bộ Viettel. Đã không ghi bàn suốt 7 vòng đầu tiên nên thật dễ hiểu cho niềm vui tột độ của Hoàng Đức cùng đồng đội. Bên cạnh phong độ cao của một số tuyển thủ, vòng 8 V-League 2023 còn đánh dấu màn trở lại ngoạn mục của câu lạc bộ Công an Hà Nội khi đứng trong top 3 sau 2 trận toàn thắng, ghi 9 bàn vào lưới đối thủ. Câu lạc bộ Thanh Hóa bị ngắt chuỗi thắng với trận hòa 2-2 trước Hoàng Anh Gia Lai. Việc Hoàng Anh Gia Lai đang sa sút nhưng vẫn lấy điểm của đội đầu bảng cho thấy V-League 2023 hứa hẹn đua tranh khốc liệt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.